Hello mọi người, hôm nay mình quay trở lại với video này và mình sẽ review một cái kem chống nắng này. Đây là cái kem chống nắng La Roche-Posay và đây là cái kem chống nắng rất là phổ biến ở trên thị trường Việt Nam của mình. Trước khi mà mình bắt đầu cái video thì mình có hai cái tin, một cái tin buồn và một tin vui. Thì mình sẽ nói một cái tin buồn trước. Là hiện tại thì mình đang khá là bận rộn với dự án của cái công ty mà mình thành lập cũng rất là lâu rồi. Thì đó là cái công ty 9CV9, tên tiếng Việt là 9CV9. Cho nên là sắp tới có thể là mình sẽ không có đăng video thường xuyên nữa, giống như hồi trước nữa. Thì nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng để duy trì và lên ít nhất một video một tuần. Và tiếp theo đó là một cái tin vui. Thì cái tin vui đó là mình sẽ tặng những cái sản phẩm skincare của cái shop AMC của mình cho các bạn. Là một cái bộ sản phẩm Ionic Centella. Nó sẽ bao gồm là một cái cream và một cái serum mini dưỡng ẩm của cái dòng rau má. Mình sẽ tặng một cái bộ này. Và để nhận được cái bộ này á, thì á, bạn sẽ cần phải subscribe cho kênh channel của mình. Và bạn hãy là cái người comment đầu tiên dưới cái video này của mình. Thì cái tuần sau á, khi mà mình lên video, mình sẽ announce cái người thắng cuộc. Và đây là một cái bộ mà mình rất là thích luôn á mọi người. Cho nên là mọi người, mình có cái món quà cho mọi người, nên là mọi người hãy tích cực tham gia nha. Quay lại cái video này và bây giờ mình sẽ review cái kem chống nắng này. Cái kem chống nắng này nó có cái tên là La Roche-Posay Anti-Rias SL Anti-Shine, có SPF là 50+, chống được tia UVA và tia UVB. Tube này của nó là có chứa là 50ml. Và mình mua cái này lúc đang giảm giá ở trên Shopee, cho nên là giá của nó cũng khá là ổn. Nó để là nó không có perfume. Đây là cái phiên bản mà nó không có hương liệu, không có cồn, nó cũng không có tinh dầu tạo mùi gì cả. Và nó để ở đây là rất là phù hợp cho sensitive skin, là cho làn da nhạy cảm. Đường gạch ở đây là anti-shine. Thì cái này nó để làm cho, sẽ cho da combination skin mà thiên về oily skin nhiều hơn, là cho da hỗn hợp thiên dầu, da dầu hơn. Đầu tiên như thiền lệ, thường lệ như thiền lệ thì mình sẽ nói về cái màng lọc chống nắng của nó. Và thật ra khi mà mình mua cái kem chống nắng này nè, là lúc mà nó giảm giá, cho nên là mình cứ mua thôi, mình không có nhìn vào cái thành phần của nó, cái màng lọc chống nắng của nó. Và sau này khi mà mình tìm hiểu thêm á, thì mình mới thấy wow, phải nói là rất là impressive, rất là ấn tượng khi mà nhìn được, biết được cái những cái màng lọc chống nắng của nó ở trong đây. Thì ở đây mình sẽ liệt kê ra, nó có tổng cộng là 9 cái màng lọc chống nắng lận ở mọi người. Đây là cái kem chống nắng thiên hóa học. Và nó có chứa là hormone salicylate, octocrylene, ethyl hexyl salicylate, avobenzone, ethyl hexyl triazone. Đó là cái màng lọc chống tia UVNO-T150. Và những cái màng lọc chống nắng mình vừa liệt kê á, là hầu hết á, là nó sẽ chống được tia UVB. Chỉ có cái avobenzone đó là nó chống tia UVA. Cái điều tốt của nó là có cái tia UVNO-T150, đó là cái tia mà màng lọc chống nắng chống UVB cực kỳ ổn định, coi như là một trong những cái tia mà ổn định nhất để chống UVB luôn á. Cho nên là sẽ rất là an tâm khi mà có cái màng lọc chống nắng này. Tiếp theo nữa đó là mình sẽ có Tinosaur S. Tinosaur S là cái màng lọc chống nắng mà mình yêu thích, có thể chống được UVA và UVB và rất là ổn định dưới ánh nắng mặt trời. Còn một cái bộ màng lọc chống nắng anh em nó là Brothers với nhau á. Và cái màng lọc chống nắng này nó được phát minh ra bởi tập đoàn L'Oreal. Đó là cái Mercerel XL và một cái nữa là Mercerel XS. Đây là cái bộ màng lọc chống nắng có thể chống được tia UVA và khá là ổn định luôn á mọi người. Riêng Mercerel XL thì nó có thể chống được tia UVB nữa. Nên khi mà mình đọc tới đây rồi ấy, thì mình thấy mình mua một cái kem chống nắng mà có cái khả năng chống tia UVA thế này thì mình thấy rất là đáng tiền để mua.
Vì mình luôn sẽ nhắc đi nhắc lại với mọi người là cái tia UVA là cái tia mà hại da rất là nhiều theo the long term, theo cái sau này, hậu quả sau này. Cho nên là cái việc mà mình tìm thấy cái kem chống nắng mà nó có khả năng chống được tia UVA tốt sẽ rất là tin tưởng để có thể là dùng và dùng một cách lâu dài để bảo vệ làn da của mình. Còn một cái màng lọc cuối cùng nữa thì cái màng lọc này nó thuộc về cái màng lọc vô cơ, là màng lọc về vật lý, đó là titanium dioxide. Thì ở đây cái titanium dioxide này mình nghĩ là nó add on thêm để nó có thể là tạo màu cho cái kem chống nắng này, với lại thêm một cái nữa là nó có thể gọi là sử dụng cái power của nó để kiềm chế cái khả năng phát sinh sản xuất dầu, nhưng nó không phải là thể hiện một cái khả năng kiềm dầu cực kỳ mạnh. Thêm nữa là cái thành phần titanium dioxide này nó nằm gần cuối bảng, cho nên là cái khả năng mà nó nâng tông cũng không có đáng kể nhiều nữa mọi người. Nên là những cái bạn mà sợ mà có nâng tông nhiều, sợ có bệ trắng thì không cần phải sợ khi mà mình dùng cái kem chống nắng này. Tổng về cái màng chống nắng, mình gồm có 9 cái màng chống nắng đó và những cái bộ lọc chống nắng đó, thì bạn hoàn toàn có thể là yên tâm khi mà mình chọn và mình sử dụng cái kem chống nắng này. Em trai của mình á, mình cho nó một cái trip này nữa và nó xài á, thì nó rất là lười apply lại luôn á, hầu như là nó không có apply lại, là mà nó là một người đổ mồ hôi rất là nhiều. Nhưng mà sau cuối ngày khi mà nó xài á, thì nó không có thấy gọi là bị rám nắng, không có bị đen, cũng không có bị lên mụn nữa. Nhưng mà cái cổ của nó thì cái cổ của nó bị rám với lại bị đỏ đi, tại vì nó không có sử dụng ở cho cổ, nó chỉ sử dụng cho mặt thôi. Cho nên là các bạn phải nhớ là khi mà thoa kem chống nắng thì cần phải thoa cho mặt và cho cổ nữa, và cho tất cả những cái phần da mà nó expose, nó không có expose ở dưới ánh sáng như thế này thì mình cần phải thoa hết, cho tai nữa, cho lỗ tai nữa nha, cũng sẽ cần phải thoa lại sau mỗi 2 đến 3 giờ khi mà mình tiếp xúc trực tiếp với lại ánh sáng mặt trời, hoặc là ánh sáng, hoặc là khi mà mình vận động mạnh. Khi mà mình nhìn vô cái bao bì của cái thằng này á, nó nói là nó có thể chống một vài cái tia hồng ngoại chứ, thì nó đọc là infrared A. Theo mình xem thì mình thấy là để mà chống được cái tia hồng ngoại này á, chống được một phần thôi chứ không có phải là chống được entirely cái tia hồng ngoại đó, nên là nó sẽ có thêm một vài cái antioxidants, có nghĩa là những cái chất chống oxy hóa để có thể là prevent chống được cái tia hồng ngoại này. Thì cái chất chống oxy hóa trong này nó để lại vitamin E, và còn một cái chất chống oxy hóa và làm dịu nữa, đó là nó có cái tên rất là dài và mình không có nhớ được, thì mình đọc ở đây demo thôi. Scutellaria bakerlensis extract là một cái gọi là cỏ thuốc của Chinese medicine, là dạng như là cỏ thuốc trong truyền thống của Trung Quốc á. Trời ơi, cái khả năng tiếng Việt của mình sao mà đến giờ quay cũng hơn chục video về tiếng Việt luôn mà vẫn còn nói tiếng Việt tào lao. Mình thấy là những cái tia chống nắng khác á, mà nó có chứa antioxidant, chất chống oxy hóa, thì nó vẫn có khả năng là chống một phần của cái tia hồng ngoại. Cho nên là nhiều khi nó không có để vô thôi, nhưng mà để vô là một cái cách marketing cũng rất là hay. Ngoài cái việc mà mình dùng kem chống nắng ra thì bạn cũng nên là dùng những cái serum hoặc là kem dưỡng mà có chứa vitamin C, vitamin E, những cái chiết xuất như là chiết xuất rau má hoặc là niacinamide nè, những cái thành phần đó nó đều có những cái tác dụng chống oxy hóa để có thể là một phần nào chống cái tia hồng ngoại. Cái kết cấu của em này á, là nó để ở bao bì là Thrive Touch, cho nên là nó cũng biểu hiện giống như vậy luôn á mọi người. Nó sẽ ra khá là khô ráo ở trên da khi mà mình test đầu tiên ở trên tay á. Thôi bây giờ mình cứ test cho mọi người ở trên tay trước đi ha. Ok, mình test ở đây đi. Nè mọi người thấy không? Đây là cái dạng kết cấu
Kem của nó là màu trắng đục nè, không có lỏng, nó cũng không có cực kỳ đặc đây. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tán ra. Trước đó khi mà mình thử trên tay á, mình như là wow, sao nó thấm ổn quá vậy, nó không có phải là thấm chậm, nó thấm ở cái mức là gọi là cũng tương đối khá nhanh đó, không có phải là cực kỳ nhanh quá nhưng mà cũng tương đối khá nhanh. Nhưng mà sau khi mà thoa trên tay rồi á, thì một cái điều mà là mình bất ngờ là nó rất là khô ráo cái màng nó. Bạn có thể thấy là nó không có một cái độ bóng gì ở trên tay của mình luôn á. Và khi mà bạn gờ vào, bạn thấy là nó rất là khô ráo luôn. Mặc dù là nó vẫn hơi rít nha, tại vì nó vẫn chưa có khô á. Nhưng mà bạn vẫn thấy là nó sẽ khô ráo nó, có thể là nó sẽ lên tông một tí xíu thôi, nhưng mà mình không có thấy rõ rệt được cái mức độ lên tông của nó. Trừ khi là bạn thoa đủ lượng, bạn thoa nhiều thì bạn sẽ thấy là cái mức độ nâng tông của nó sẽ rõ rệt hơn. Nhưng mà mình nghĩ là ở đây cái hàm lượng titanium dioxide nó để vào không có nhiều, cho nên là cái mức độ nâng tông của nó cũng ở cái mức rất là chấp nhận được. Mặc dù là cái em này cái màng lọc chống nắng của nó rất là tốt, và cái kết cấu của nó lên là tri-touch ở trên tay của mình rất là ổn, nhưng mà khi mà mình thử ở trên da của mình á, thì nó có một cái vấn đề khác là cái em này nó rất là dễ bị vón luôn á mọi người. Có thể là nó cũng sẽ tùy theo cái loại da, và cũng tùy theo là trước đó là mình thoa những cái lớp gì lên á, cho nên thường thì mình sẽ thoa là toner, essence nè, rồi một cái treatment, rồi xong rồi tới kem dưỡng. Mình thấy là đôi khi thoa lên nó cũng vẫn có vón, nhưng mà nó không có phải là vón cực kỳ dữ luôn. Cho nên là mình thấy là nó sẽ vẫn có vón, mà vón thường á là nó sẽ vón ở trên cái phần thái dương này của mình nè, rồi vón ở ngay cái phần má của mình nè, và ngay phần cằm của mình nó vón nhiều nè. Còn ở những cái vùng chữ T thì nó không có vón nhiều lắm. Khi mà mình layer thêm những cái kem chống nắng khác nữa, bôi thêm nữa, thì mình thấy là nó khó để làm cho cái kết cấu của nó mượt á, và nó cái khả năng nó vón của nó sẽ cao hơn. Đặc biệt á là mình khi mà mình thoa thêm cái kem chống nắng mà thuộc kem chống nắng vật lý, kem chống nắng khoáng á, là cái khả năng vón của nó là rất là cao luôn á. Cho nên á, để mà sử dụng cái kem chống nắng này được tốt á, lên không có bị vón á, thì bạn sẽ cần phải là hy sinh những cái bước mà bình thường skincare của mình thường dùng. Có thể là chỉ có lớp là dưỡng thôi, rồi xong sau đó bạn apply nó lên thì cái khả năng vón của nó sẽ đỡ đi rất là nhiều luôn. Nó có thể là mình dùng nhiều cái sản phẩm trước đó hơn là để bôi rồi mới tới thằng sunscreen này, cho nên là cái khả năng bị vón của mình nó sẽ tăng cao. Và mình hay thoa lại, và mình hay thoa different sunscreen, những cái sunscreen khác nhau, cho nên là cái khả năng vón nó cũng sẽ tăng cao nữa. Nên là khi mà dùng kem chống nắng này á, thì mình sẽ đi theo cái chiều hướng là simple, đơn giản hơn, và không có dùng nhiều những cái sản phẩm skincare khác vào buổi sáng, để có thể là cho cái kết cấu của thằng này nó lên ổn hơn. Và sau khi mà mình đăng lên và mình nói là ôi sao da của mình vón vá, và bạn của mình vào để mà comment là bạn suggest đó là mình nên thoa một tí từng đợt nhỏ nhỏ thôi, và sẽ phải thoa đến khi nào mà nó thấm đều rồi thì mình hãy xịt ra để thoa thêm nữa. Và mình làm theo cách đó, và mình thấy là nó khá là hiệu quả luôn. Cái loại này mình thấy là nếu như mà bạn có da dầu hoặc là da hỗn hợp thiên dầu thì nó sẽ lên rất là khô ráo ở trên da. Có thể là nó sẽ có một cái độ bóng tí xíu thôi, cũng tùy theo cái mức độ mà da của bạn đổ dầu như thế nào, đổ dầu nhiều hay là ít thì lúc đầu nó lên nó cũng sẽ có, nhưng mà hầu hết là nó cũng khá là ráo ở trên da. Nó không có cái khả năng kiềm dầu trong một cái thời gian dài đâu mọi người. Sau khi mà mình thoa nó lên khoảng ví dụ như là khoảng 1 giờ, mình thấy mũi của mình nó bắt đầu nó hơi bóng, với lại trán của mình nó cũng hơi bóng rồi á. Còn đối với các bạn da khô thì mình thấy là nó sẽ không có tạo độ bóng, nó sẽ không có làm bóng, nó sẽ lên rất là khô ráo luôn á trên da. Nếu như mà bạn là da khô mà bạn thích là cái màng khô ráo như vậy
thì bạn có thể dùng cái em này. Mình nghĩ là sẽ không có làm khô da cho các bạn da khô, mặc dù là cái màng khô ráo của nó như vậy. Cái khả năng chống nước của nó là nó có nha, và mình thấy là cái khả năng chống nước của nó khá là tốt luôn á. Khi mà mình thoa nó rồi á và mình đưa lên nước á, mình thấy là cái nước của nó đó, nó không có, nó không hề làm cái lớp kem chống nắng này bị bong lên luôn á mọi người. Cái lớp kem chống nắng này nó dính ở trên cái màng da rất là tốt luôn. Nên là em bạn mà dùng cái kem chống nắng này á, thì bạn sẽ phải tẩy trang trước khi mà đi ngủ nha. Ồ bây giờ thì cái kem chống nắng này nó khô đi rồi á mọi người, cho nên là khi mà khô đi rồi á, nó không có dính tóc, nó không có bết tóc gì cả hết trơn á. Chỉ có điều là mình sẽ không có thường xuyên dùng cái loại này, là tại vì nó cái khả năng vón của nó rất là cao. Mặc dù vón ít hoặc là vón nhiều nhưng mà cái khả năng vón của nó vẫn có. Và mình là người hay layers, những cái gọi là hay thoa này thoa kia lên mặt đó, thoa những cái kem chống nắng khác reapply lại, hoặc là hay thoa những cái bước skincare đó, cho nên là cái khả năng bị vón của mình nó sẽ tăng cao hơn trên da của mình. Nếu như mà bạn đang dùng treatment mạnh và bạn muốn là có một cái màng lọc chống nắng rất là tốt cho da của bạn á, thì có thể dùng thôi. Nhưng mà mình sẽ cho bạn một cái chú ý là nó sẽ có thể là gây gọi là nóng rát lúc đầu mà bạn thoa nha. Tại vì trong cái khoảng thời gian đó thì da nó cũng sẽ có cái khả năng nhạy cảm. Bình thường mình cũng dùng những cái treatment mạnh và mình thấy là nó cũng có những cái nóng rát đó khi mà mình apply lên khi da còn ẩm, nhưng mà nó cũng sẽ bay đi thôi sau một vài phút. Và với mọi làn da như da tông như thế nào thì vẫn có thể dùng được ha mọi người nha. Mình cũng đã nói xong những cái ý của mình về cái kem chống nắng này rồi, thì bạn thấy như thế nào? Và thêm một cái nữa là trước khi mà bạn đi á, thì bạn có là người đầu tiên để mà comment ở trên cái video của mình để mà nhận cái món quà này á, thì bạn nhớ là comment cái gì đó nó có ý nghĩa một tí xíu. Ví dụ như là comment về cái kem chống nắng này, hoặc là giới thiệu một cái kem chống nắng nào khác chẳng hạn. Chứ đừng có comment như là để chế tim hoặc là hai chị. Mình rất là cảm kích về những cái comment đó, nhưng mà mình sẽ cảm thấy hứng thú hơn khi mà đọc những cái comment mà nó bạn sẽ gọi là bỏ cái thời gian ra để mà mình viết một cái comment. Đừng quên subscribe cho kênh channel của mình nha, vì khi bạn subscribe, YouTube sẽ biết là bạn thích những cái video như thế này và sẽ giới thiệu bạn những cái video tương tự. Mình hẹn gặp bạn trong video sắp tới và chúc bạn có làn da khỏe đẹp. Bye bye.